Chim vẫn không hẹo mà rồng thì đứt xích. Ui giời ơi, một rồng thì ăn e và một rồng thì ăn queen, còn đúng cái nịt đó bạn ạ. Ơi 46%, vâng, gục ngã trước cánh cửa khu vực nhà chính. Mẫu bầy nó lại quá uy tín luôn anh em nha. Thao 11 cũng không ngăn được mà sao nào. Xin nhẹ cốp. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Như vậy là 4 tiếng nữa thôi là có trò chơi hội rồi. Và tối ngày hôm qua tôi bận quá không làm được, thì bây giờ tôi cho anh em biết luôn này. Thì phần thưởng của trò chơi hội mùa giải này là tháng 4, tháng 2, ngày 22 đến ngày 28, 4.000 điểm. Cột mốc sẽ là cái gì đây? Ơi trời ơi, và như vậy là cuối vẫn 6 cột mốc và có spell thần chú chứ không phải là sách tướng hay là sách công trình các bạn ạ. Thôi kệ không sao cả, có đá cổ ngữ vàng rồi là gem giết các kiểu thôi thì cũng được. Méo mó có hơn không? Ok, chiều nay chúng ta cùng làm thử thách trò chơi hội. Còn bây giờ đến với mẫu bay thủ thôi nào anh em ơi. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một mẫu bay nhà chính Town 11. Uy tín một sao. Và khiến cho các game thủ phải đau đầu. Đây anh em. Town Queen mà 51 là Town 12 rồi đó. Mà đánh 99% rồi. Uy tín không? Quá uy tín luôn, defend toàn win thế này với cả một sao. Uầy, chật chơi người rơi ra đấy. Ui rồi lại thủ win. Đây anh em thấy không? Mẫu bay uy tín như cái này cơ mà. Đánh như này. Vâng, như vậy là đây là Queen bao nhiêu? Queen 50, nhà chính Town 11. Vâng, đánh xịt không được sao nào mẫu bay này. Ui, đẳng cấp, đẳng cấp. Đấy, đường link của mẫu bay mình luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video, các bạn thoải mái bấm vào copy về sử dụng nha. Và những mẫu bay mình làm rất là hiệu quả nên anh em cứ mạnh dạn like, share, đăng ký kênh. Anh em có nhu cầu mua vé vàng hoặc là những cái gói ưu đãi trong này hoặc là gói gem, cứ liên hệ fanpage của mình với hơn 92.000 lượt người follow, thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn ơi. Còn bây giờ let's go xem những trận thủ nhà cho nó mượt luôn nha. Đây, xem trận này là King Queen 35, tức là ta hơn 10 rồi. Không đánh được nổi một sao. Ok, 35. Chơi luôn bạn. Vì King Queen 39 mới là mắc ở ta hơn 9. Mà trên 30 rồi. Đây là ta hơn 11 rồi. À 10, ta hơn 10. Không kiếm nổi một sao. À cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, cái nhằng ấy. Vâng, một pha xử lý khá là cồng kềnh. Rồi ok, uy tín bạn. Chết Queen rồi. Ôi ơi ơi. Được, được, được. Bạn chơi như thế này quá uy tín rồi. Vâng, bay Titan 1 bắt được em ở thanh niên Town Titan với cả là huyền thoại bay cúp này quá ngon luôn. Đấy. Giữ rank thì cứ phải gọi là toét là nhòe luôn. Rồi bây giờ King với cả là Baby với các kiểu đi bên đây. Rồi Hitler là oẳng hết rồi. Vâng, cố lên em. Anh em hãy nên thủ bằng Super Minion nha. Công hay thủ gì nó đều tốt cả. Và trong thời điểm này thì nó đi nó bắt mấy cái đơn vị lính kia vèo là xong. Chưa kể là em máy bắn đá, mỏ chim các kiểu. Thoải mái nó bụp cho nhấc người luôn. Rồi xong. Quay vào ô tạch lô bằng Titan 1 chứ có phải mềm đâu. Ôm bom các kiểu nhưng gặp phải nhà trôn rồi thì cũng vậy rồi. Xin nhẹ ít cúp nào bạn ơi. Tạch lô luôn, tạch mà lại còn không được sao nào chứ. Ôi dồi ôi, hai cúp cho tới xin nhưng có cả khiền. Tiếp theo, ui dồi ôi, à đây nhà chính Town 11 mà hồi nãy chúng ta vừa mới xem các bạn. Đi Queen, đánh rồng điện với cả set, ghê. Hạ được hai cây E rồi. Đi nốt cây E ở đây để bục nốt một phát nữa cho từ em Queen. Dòng điện đang cắt ở bên kia là khá mượt. Hướng đi quân là cực kỳ rõ ràng đấy. Đấy, ý đồ là cực kỳ căng đấy. Dòng điện cắt góc tốt. Như vậy đầu tư ba cái cuồng nộ có lẽ là để dành cho Queen tất. Chơi tất cho Queen luôn rồi. Úi giời. Rồi, ok luôn bạn ơi. À, có lỗ ở đây à? Ồ, uy tín quá nhỉ.
Queen bay màu. Phải nói là Super Minion nó thủ là quá chất đi ạ. Được rồi, về luôn còn một cái cuồng nộ cho đại quân. Chơi ở đâu bạn ơi? Không diệt được Super Minion đó là một điều cực kỳ thốn. Đây rồi, bằng lọt theo chỗ Edifan với cả thổi gió. Quá đau đầu, bằng thổi một cái ra đây chơi với Super Minion. Và như vậy là trêu vào cái ổ kiến lửa rồi đấy. 39% rồi. Cố lên bạn ơi. Mỏ chim vẫn không hẹo mà rồng thì đứt xích. Ui giời ơi. Một rồng thì ăn E và một rồng thì ăn Queen. Còn đúng cái nịt đó bạn ạ. Ôi. 46%. Vâng, gục ngã trước cánh cửa khu vực nhà chính. Mẫu bầy nó lại quá uy tín luôn anh em nha. Thao 11 cũng không ngăn được mà sao nào. Xin nhẹ cúp. Rồi, ok, tiếp theo vâng lại đến từ Clan Savage 8.9 nữa. Vâng, một thanh niên tha hôn 9 cũng mon men. Vâng, 9, 10, 11, rồi có cùng chung số phận hay không? Tha hôn 11 còn tòe đít thì vâng thanh niên này. Vâng, nói chung anh em cứ sử dụng mẫu bay này là auto có cúp. Thoải mái, có cúp nâng lên. Vâng, không làm mà vẫn có ăn là đây. Có phải đánh gì đâu, lính thì đi xin chứ. Bay thì xịn rồi. Xin được Super Minion là quá đã. Vậy là đầu tư em Queen để tiêu diệt. Rồi em ấy cũng đỏ lò máu chứ không phải giỡn đâu. Tốn khá nhiều spell rồi đó. Tiếp tục đi Queen ở trong tình huống này đây rồi. Baby có luôn. Tiếp tục là có Baby nữa. Úi trời, cực kỳ mượt luôn nha. Sẽ khiến cho chúng nó phải đau đầu cho tình huống này. Baby yo. Đầu tư đi Queen nhưng mà rất lâu. Khá là đầu lâu trong turn này. Rồi, tiếp tục là một pha đóng băng. Nhưng anh em hãy để ý, hai cây thổi gió này sẽ bảo kê góc vào góc dưới để không cho nó ăn được vào khu nhà chính đâu. Úi dồi ôi, ngầu Queen rồi. Và Baby đang toe toét nhông kèn lên. Nhưng đây có phải là một lựa chọn và phương án tối ưu trong việc chơi cái mẫu bay này hay không? Như vậy là đầu tư thêm một ít lính nữa ở đây dưới này rồi. Vâng, còn đúng thanh niên kinh và lính hội thành. Và chứ còn gì thì lật bài ra hết đi, chứ còn gì giữa mâm nữa đâu. Rồi, cho bạn gồng kinh luôn. Dòng điện bây giờ mới ra. Vâng, một pha xử lý sai nhỏ không nào. 47%. Sai to luôn. Vâng, 18 cúp. Trời ơi anh em, uy tín là đây chính là đầu nữa. Vâng, không làm mà vẫn có ăn nhà. Tiếp theo là một mẫu bay nữa. Ôi ôi, King Queen 40 là cũng nhà chính ta hơn 10 rồi chứ còn gì nữa. Nhìn thấy một cái Tesla ở đây, thanh niên thấy cũng rung rung rồi. Nên đầu tư đi Queen lệch sang bên đây. Kệ bạn luôn, bạn thích đi bên nào cũng được, tới chiều hết. Vâng, bay này là bay ngon mà. Bay là bay uy tín để bay cúp huyền thoại mà. Anh em cứ thoải mái mà chơi nha. Queen ơi, có cái E kìa em. Rồi, buông đôi tay nhau đi rồi. Vâng, đi thật xa để trở về không Queen. Cho người giác để cắt góc trên kia, nhưng mà không. Ui, một tá bom được thả vào đục tường nhưng em Queen cũng mặc kệ. Tớ không thích, chọn ngay phương án quay xe. Được luôn, vào đây thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu hả bạn ơi. Bị bế đi bởi Inferno. Cuồng nộ nữa nhưng mà không băng à. Vâng, không băng của chúng tôi này vẫn quyết định nhầy. Super Minion nó vừa mới tiêu diệt được một cơ số Valkyrie rồi. Em Queen gồng rồi nhưng mà đỡ làm sao được đam đến từ Super Minion. Quá gắt luôn. Thanh niên bắt đầu có dấu hiệu cà cuống mà vẫn muốn nhai hai nháy. Muốn nhai hai nháy mà người ta gọi là tham lam. Mà một khi mà đã tham lam thì nhà còn đúng cái nịt. Ui giời, uy tín kìa. Vâng, quẩy. Vâng, thanh niên quyết tâm ăn hai nháy bạn ạ. Vâng, tham lam. Lúc này thì là ngu dốt rồi. Nó chuyển sang ngu dốt rồi.
Còn đúng cái nịt ạ. Ui giời ơi, ui ui. Ôi 8-9 cũng cầm về. Vâng, cứ về uy tín trở lên anh em ạ. Bày quá đã, mượt lắm. Rồi này, anh em cứ bảo vâng đùa thế chứ vâng. Bây giờ chơi luôn cả Minor Hawk nha. Được, vâng, làm thế nào cho anh em thấy được một bay hiệu quả, bay cúp huyền thoại là ok chơi hết. Đi Queen ngược đường ngược nắng rồi, lần này đi bài bản lắm. Thuốc tướng, thuốc sức mạnh đều được triển khai cơ mà. Nhìn cũng ghê đấy. Rồi, King Queen các thứ, đột nhập các kiểu. Sợ bạn ghê á. Vâng, em Queen có thể đã bục được một chim xong anh em cơ. Uy tín nhờ. King Lang cắt cũng rất mượt luôn. Vâng, một mẫu bay than 11 rất khó chịu. Đàn Hawk cũng đã được nhống kèn ở đây rồi. Ui giời, ghê quá nhờ. Đập luôn cuồng nộ anh em ạ. Ôi chà. Vâng, rồi thời điểm bây giờ Super Minion mới ra nè. Đây lúc này trận thi đấu mới gọi là chính xác là bắt đầu đây nè. Ui giời, gồng quản giáo luôn rồi. Một chim thì hẹo hết rồi. Nhưng mà phòng thủ ở đây bằng Queen này, Tesla này, X-Bow này. Vời thì rất nhiều quần rồi chứ đừng có đùa. Này thì Queen với chúng tôi này. Mai được họ Town 11 được cũng vậy thôi bạn ơi. Đưa tay đây nào. Mãi tạch lô bạn nhá. Ây giời ơi. Hẹo không nói nhiều. Một mẫu bầy quá ngon cho anh em bay cúp huyền thoại nhà chính Town 11. Và đường link chắc chắn luôn có ở phần mô tả video. Các bạn thoải mái bấm vào copy về sử dụng này. Anh em có nhu cầu mua vé vàng hoặc là những cái gói ưu đãi trong này, hoặc gói gem, nhắn tin fanpage với hơn 92.000 lượt người follow của mình các bạn nha. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở video tới. Anh em là có mẫu bay cần chia sẻ combo hay cứ liên hệ fanpage của mình nha. Bye bye anh em.